nạn nhân đã được bỏ vào hòm. Bật nắp hòm, khám nghiệm nạn nhân. Tôi không phải là hung thủ, tôi bị oan nên anh làm ơn tin tôi. Nạn nhân được tìm thấy ở bên bờ sông, ở bên cạnh anh đã mất đi dấu hiệu sự sống. Theo điều tra sơ bộ thì một phần xương sườn của nạn nhân bị gãy do một lực bên ngoài tác động dẫn đến ngừng tim, và anh là người duy nhất ở hiện trường cùng với nạn nhân và không có một nhân chứng nào khác. Tôi nói với anh rồi, anh bị rớt xuống nước và tôi vớt anh lên, tôi hô hấp nhân tạo chứ tôi không phải là hung thủ, tôi không có làm gì anh hết á. Hầu như thủ phạm nào cũng nói mình bị oan cả. Khoan, có thể anh ta vô tội. Nếu những điều anh ta nói là đúng, hãy cho tôi phẫu thuật khám nghiệm nạn nhân. Thứ nhất, nếu nạn nhân bị đuối nước thì sẽ có dấu hiệu của nước ở trong phổi. Nếu nạn nhân bị mất sau đó mới bị quăng xuống nước, vậy thì trong phổi sẽ không có nước. Và phần quan trọng nhất là xương sườn bị tổn thương. Nếu nạn nhân bị hành hung, phần xương sườn bị gãy sẽ móc vào bên trong. Còn nếu nạn nhân bị mất do hô hấp nhân tạo thì phần xương sườn sẽ móc ra ngoài. Bởi vì phần xương sườn rất dễ bị gãy do tác động vật lý từ bên ngoài, nên có thể trong lúc hô hấp nhân tạo sai cách thì anh đây đã cướp đi mạng sống của người bạn của mình. Nhưng mà cũng rất có khả năng anh ta là hung thủ, bởi vì anh ta có động cơ hành hung nạn nhân. Có phải nạn nhân từng cướp đi người yêu của anh không? Nhưng mà bác sĩ ơi, nạn nhân đã được bỏ vào hòm. Bật nắp hòm, khám nghiệm nạn nhân.